Xin chào mọi người. Thì ngày hôm trước mình có đăng mình bán một cái em kinh xanh với một cái em kinh tiger á mọi người. Thì có khách chốt bác hết trơn rồi. Xin chân thành cảm ơn mấy anh em đã ủng hộ mình nha. Thì những cái người khách này á là những người khách đã xem qua kênh YouTube của mình và liên hệ mình để hỏi mua chim. Cảm ơn các anh em rất là nhiều. Thì cũng tâm sự với anh em luôn là con kinh xanh này nè, thì bữa mình bán với con kia là một cặp là 1,5 triệu. Nhưng mà có cái em trai kia ở ở An Giang á, kể hoàn cảnh cũng tội nghiệp mọi người. Em nói em đi vác lúa để mà nuôi gia đình á, nhưng mà em cũng mê chim lắm đó, nên mình đó là mình quyết định là mình bán cho em, nhưng mà mình sẽ không lấy tiền ship của em mà mình trả luôn tiền ship cho em luôn. Tiền ship thì cũng 100.000 rồi mọi người. Mình cũng giảm giá cho em rồi luôn rồi. Thì cũng tâm sự với anh em luôn, cũng nhiều nhiều cái mà khi mà mình buôn bán chim á, mình cũng nhiều cái gặp nhiều anh em cũng tội nghiệp mọi người. Giống như mình ngày trước mình mới vô mình chơi bồ câu vậy đó, mình đâu có biết cái gì đâu. Mình mua cái người này người nọ người ta rẻ rồi mình không biết đường của xá gì hết. Thì mấy người này cũng kể mình nghe là mua chim cũng bị gạt, bị lừa như vậy đó. Mọi người khi mua chim mọi người phải phải cẩn thận nha mọi người. Mọi người đừng có ham rẻ. Rẻ thì đồng ý là nó dễ chơi thiệt. Nhưng mà bên cạnh đó mọi người thấy là cái gì nó cũng phải gắn liền với một cái điều kiện hết trơn, đó là đã rẻ thì nó không có chất lượng. Mà hàng đã chất lượng, hàng đã đẹp đúng chuẩn thì nó không có rẻ. Hàng rẻ là nó phải có một là anh em hơn, anh em mua được những cái cặp chim mà giống như những anh em người ta chạy, người ta làm ra, người ta bán giá rẻ rồi, hoặc là người ta chán, người ta không muốn nuôi cái cặp đó nữa, người ta thanh lý bỏ thôi. Thì anh em hên thì anh em mua được đúng những cặp đó. Còn những anh em xui á là anh em mua phải những cặp chim mà gắn mác, tức là người ta gắn mác thì người ta thanh lý, người ta gắn mác là người ta bán bỏ để người ta nghỉ chơi này kia kia nọ. Nhưng mà thực chất á, cuối cùng là người ta bán cho mình là những con chim mà nó sinh sản không được, sinh sản kém. Rồi nó không đạp cồ được, rồi nó đẻ không lên cồ, rồi nó đẻ trứng hư này nọ rồi đó, nó đẻ không đều rồi đó, người ta xài hết được rồi người ta bán bỏ, người ta thanh lý. Thì anh em ham rẻ, anh em sắn vô thì cũng rất là nguy hiểm nha mấy anh em. Thì mình có một lời khuyên với anh em là mình nên mua chim con mình chơi lên anh em. Mình chơi chim con á, thực chất á là nó có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là nó rẻ hơn nè. Thứ hai là trong quá trình anh em nuôi chim con từ nhỏ tới lớn vậy, anh em xem được cái quá trình nó phát triển. Anh em xem được cái quá trình của nó phát triển. Rồi là anh em kiểu như là anh em biết được con chim của mình tập tính nó làm sao. Rồi nó bệnh tật gì đó thì anh em cũng có kinh nghiệm để anh em mà anh em trị. Rồi mà khi mà ví dụ như là con chim đó nó ở nhà mình á, nó quen cái không gian nhà mình, cái thức ăn nhà mình, cái nguồn nước nhà mình, thì khi mà tới lớn đó nó sinh sản cũng dễ hơn so với anh em đi mua một cặp chim sinh sản. Đồng ý là bên nhà người ta nó sinh sản tốt luôn đó. Nhưng mà khi mà về chỗ mình nó lạ chỗ mọi người, nó sinh sản không có tốt bằng, thậm chí nó không sinh sản, nó nghỉ đẻ mấy tháng trời vẫn có những trường hợp đó nha anh em. Nên là mình khuyên anh em là khi mà chọn chim chơi thì nên ưu tiên là bắt chim con. Còn anh em nào mà bắt chim sinh sản thì cũng nên lựa chọn cho nó cẩn thận. Tại vì khi mà một cặp chim mà sinh sản mà đẻ tốt ok thì người ta để lại làm giống, người ta bán con chim con người ta lợi hơn, chứ không ai mà đi bán chim sinh sản mà rẻ đâu anh em. Thì mình nói cái đó thì nói chung nó cũng đụng chạm nhiều anh em người ta buôn bán, nhưng mà mình ở đây thì mình nói chung là mình quan điểm mình sao thì mình nghĩ sao thì mình chia sẻ vậy thôi. Anh em có thể quan tâm thì hoặc là có thể là không quan tâm thì có thể lướt qua. Rồi thì quay lại đàn chim thì bữa nay á, mình ghép cái con xanh với con kem này nè mọi người, tới giờ nó vẫn chưa chịu, nhưng hơi khó tại tim nó hơi tơ, nó khẽ cũng khó. Thì còn cái cặp bên đây nè mọi người, thì mình
mình mới ghép nó lại với nhau. Con bạc này đẹp kinh khủng chưa, tướng chà bá lửa luôn. Con kỳ lân thì con kỳ lân thì bữa hổm nó bệnh á, rồi mình điều trị hết nè, mình nhổ lông đuôi lông cánh để cho nó mập lại. Bữa nay cũng lỡ lề mọi người, từ từ. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt cái con xanh này mình đi giao thôi mọi người. Còn cái cặp mà cặp bên đây á thì có chú kia chú chốt rồi, bữa nay chú chuyển tiền cho mình rồi, cuối tuần này mình đi giao cho chú. Cái cặp này là cái con tiger này là rất là đẹp luôn nha mọi người, nữa là nó lọc đẹp dữ lắm luôn á, nó đeo kiềng 11 mà chân nó vừa luôn á mọi người. Cặp này là mình tính để lại mình làm giống luôn á, nhưng mà mình thấy chú vui vẻ nhiệt tình á nên mình thôi mình tách ra, mình xé ra mình bán cho chú cho nó tròn cặp này luôn. Cặp này dáng rất là tròn, rất là đẹp luôn, mình bán cho chú luôn. Rồi mình đóng chim mình đi giao nha anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi clip. Chúc anh em có cuối tuần vui vẻ nha. Chào tạm biệt.